Quý vị trở lại trong phần tin 24 giờ. Tiếp theo là các bản tin liên quan đến Việt Nam và đời sống. Việt Nam dự họp nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc giữa đợt đàn áp mới. Đại sứ Cộng sản Việt Nam Dương Chí Dũng vào hôm 26 tháng 2 đã cùng phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước. Việt Nam được cho biết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của Hội đồng, tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp, phạt tù nặng các blogger, nhà hoạt động và những người lên tiếng ôn hòa. Thưa quý vị, người dân Việt Nam tấp nập xếp hàng ở biên giới chờ sang Trung Quốc tìm việc. Theo tường thuật của báo chí trong nước vào ngày 27 tháng 2, rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ làm giấy thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm. Theo nguồn tin này, tình trạng dồn ứ người chờ làm giấy tờ sang Trung Quốc bắt đầu xảy ra từ ngày 21 tháng 2, tuần vào mùng 6 Tết và kéo dài cho đến nay. Nguyên nhân là do thiếu việc làm tại địa phương trong thời gian nông nhàn. Công việc lao động phổ thông ở Trung Quốc không đòi hỏi trình độ, lương lại cao hơn Việt Nam, nên người dân ở các tỉnh biên giới như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn kéo nhau đi làm giấy thông hành sang Trung Quốc. Theo số liệu của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh trong nước, số người vượt biên trái phép sang Trung Quốc từ tỉnh này từ ngày 11 tháng 11 năm 2016 cho đến tháng 11 năm 2017 lên đến 21.521 người. Con số này được cho biết là đã giảm hơn 6.000 người so với năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người Việt đi chui sang Trung Quốc làm việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Chuyển lậu sừng tê giác công nhân Việt lãnh án ở Singapore. Một công nhân xây dựng người Việt hôm 26 tháng 2 bị tuyên 15 tháng tù tại Singapore về tội vận chuyển sừng tê giác trái phép khi đang trên đường tới Luang Prabang của Lào. Nguyễn Vinh Hai, 29 tuổi, bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm ngoái khi đang quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore. Dựa trên một nguồn tin báo, nhân viên hải quan Singapore đã chặn hai lại và phát hiện 8 miếng sừng tê giác và một gói bột mài từ sừng nhập trái phép từ Angola trong hành lý của công nhân người Việt này. Tòa án Singapore đã tuyên bản án nghiêm khắc về án tù 15 tháng đối với Nguyễn Vinh Hai, nói rằng hành động của công nhân người Việt đã tạo ra tiếng xấu cho Singapore như là một điểm trung chuyển động vật hoang dã bất hợp pháp và hành vi phạm tội kiểu này rất khó phát hiện. Nhiều ngân hàng nước ngoài tháo chạy khỏi Việt Nam. Việt Nam đang chứng kiến số lượng ngày càng tăng các ngân hàng nước ngoài rút lui. Dấu hiệu mới nhất cho thấy không phải tình hình như giới chức trách Hà Nội khẳng định. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, không được chính quyền công nhận, vừa có bài phân tích nguyên nhân của xu thế này trên tờ Asia Times. Theo ông Dũng, xu thế này bắt đầu từ năm 2015 và đang tăng tốc, đáng kể từ năm 2016. Nguyên nhân được đưa ra là vì quản lý rủi ro kém, ngân hàng đe dọa vỡ nợ và rủi ro tài chính gia tăng. Một số nhà phân tích tài chính cho rằng các ngân hàng nước ngoài đã rút đi trong bối cảnh Việt Nam triển khai luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, trong đó cho phép ngân hàng nộp đơn xin phá sản. Quy định này có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm nay. Một nguồn tin khác cho hay sự rút đi của ngân hàng nước ngoài còn có những nguyên nhân khác như thị trường không minh bạch, không ổn định, không công bằng trong việc đối xử giữa cơ quan chủ quản với ngân hàng nước ngoài và ngân hàng trong nước. Công ty Weinstein nộp đơn xin phá sản. Hội đồng quản trị của công ty The Weinstein đã phát biểu vào Chủ nhật cuối tuần 25 tháng 2 rằng công ty dự định nộp đơn xin phá sản sau khi các cuộc đàm phán bán công ty không thành công. Công ty này đang tìm kiếm một thỏa thuận để bù đắp cho sự phá sản sau khi hơn 70 phụ nữ đã buộc tội nhà sản xuất phim Harvey Weinstein, cựu chủ tịch của hãng và từng là một trong những người có ảnh hưởng nhất Hollywood về hành vi sai trái tình dục bao gồm hãm hiếp. Weinstein phủ nhận việc có quan hệ tình dục cũng như không đồng thuận với bất kỳ lời buộc tội nào. Hội đồng quản trị công ty cho biết họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn phương án duy nhất để tối đa hóa giá trị còn lại của công ty. Hiện vẫn chưa có sự xác nhận chính thức về kế hoạch này trên trang web của công ty.
Ban nhạc Rolling Stone thông báo tour lưu diễn mới nhất của nhóm này. Thưa quý vị, ban nhạc Anh The Rolling Stone đã thông báo họ sẽ trở về nhà trong tour diễn đầu tiên tại Anh trong năm nay. Ban nhạc nổi tiếng với những bài hit như It's Only Rock and Roll, Brown Sugar và I Cannot Get No Satisfaction đã xác định họ sẽ biểu diễn một chuỗi các buổi hòa nhạc ở Anh vào tháng 5 và tháng 6 sắp tới. Tour lưu diễn có tên Storm No Filter là sự tiếp nối của chuyến lưu diễn châu Âu đã bán hết vé của Storm từ mùa thu năm 2017. Rolling Stone sẽ khởi động chuyến lưu diễn tại Croke Park, Dublin vào ngày 17 tháng 5 và sau đó sẽ có buổi trình diễn tại sân vận động London vào thứ Ba, 22 tháng 5. Vé cho các chương trình biểu diễn tại Anh sẽ được bán vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai ngày 2 tháng 3. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Tư 28 tháng 2 cùng với Thi Nhung. Và thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại Boston, bầu trời âm u kèm theo mưa rào kéo dài cho đến chiều tối. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 56 và thấp nhất là 38 độ. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Mưa dự báo lên đến 70%. Tại New York City, bầu trời âm u và nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 57 và thấp nhất là 38 độ. Gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và dự báo mưa 10%. Washington DC, bầu trời âm u với nhiệt độ cao nhất 59 và thấp nhất 41 độ. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo 20%. Tại Atlanta, bầu trời âm u kèm theo mưa rào kéo dài trong ngày, nhiệt độ cao nhất là 65 và thấp nhất vào khoảng 60 độ. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo lên đến 90%. Tại Orlando, thuộc tiểu bang Florida, trời nắng nhẹ kèm theo mây rải rác với nhiệt độ cao nhất 84 và thấp nhất vào khoảng 66 độ. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và dự báo mưa vào khoảng 10%. Chicago, trời có nhiều mây kèm theo mưa rào kéo dài. Gió Tây thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 49, thấp nhất dừng ở mức 37 độ, mưa lên đến 100%. Dallas thuộc tiểu bang Texas, trời âm u kèm theo mưa và sấm sét kéo dài, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70 và thấp nhất dừng ở mức 44 độ. Gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, mưa dự báo lên đến 80%. Tại Houston, bầu trời có nhiều mây và cũng dự báo có mưa rào vào buổi tối với dự báo lên đến 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 80 và thấp nhất vào khoảng 62 độ với gió nam thổi từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Seattle, trời âm u kèm theo mưa rào kéo dài và dự báo mưa lên đến 90%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 44, thấp nhất 36 độ, gió đông nam thổi từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tại San Jose, ban ngày trời nhiều mây, dự báo có mưa rào vào chiều tối lên đến 100%. Nhiệt độ cao nhất 59, thấp nhất 49, gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và cuối cùng là tại Los Angeles, bầu trời nắng nhẹ và mây rải rác, mưa dự báo chỉ vào khoảng 10%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 60 và thấp nhất dừng ở mức 48 độ, với gió Đông Nam thổi nhẹ ít hơn 5 dặm một giờ. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.